Đây là mẫu tép 1 triệu một đôi. Để cho anh em đỡ phải hỏi giá thì mình quay cận cảnh riêng cho anh em một mẫu tép 1 triệu. Đây, phễu 12 x 12, chiều cao 16 phân, phủ từ 9 cm, côn 3,5. Có chế độ tép và siêu tép. Bản này có hai màu, màu đen và màu gỗ. Rất đẹp luôn. Loại này thì dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Dùng cho chung cho các cơ bát từ bát 20 đến bát 50. Những anh em mà hay chết tép, tèo tép liên tục thì anh em mua một đôi này về đặt nắp và đấu vào đít loa. Dây làm dày sẵn 1 mét rồi. Về chúng ta đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được. Đỏ là cộng. Rồi nha. Hàng xịn đẹp. Đây là củ nam châm cao cấp nhập khẩu China, chống cháy 100%, bảo hành 1 năm.